Có chào cô. Chừng nào con về? Có 1-2 ngày nữa rồi con về ạ. Bây giờ con về Tiền Giang cô không có gì, có quà là bưởi da xanh là tặng con mang về đó ăn nha. Bưởi da xanh của cô là đặc sản ở Vĩnh Kim này nha. Rồi cô Tiền Giang. Dạ, ơi con xin cô ạ. Con cảm ơn cô nhé. Cô ơi để con đi đây nhá. Rồi rồi. Con chào đi cô đi ạ. Rồi bye bye con. Dạ.